Thưa quý vị, tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ chia sẻ nhận định sự chân thành, tin cậy và trách nhiệm là phương châm để có mối quan hệ tích cực giữa hai quốc gia. Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao khả năng giải quyết các thách thức của Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Chính phủ Hoa Kỳ dành cho đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao vai trò, nỗ lực của Hội đồng An ninh Quốc gia trong phối hợp với các nước ASEAN tổ chức hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, qua đó thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Biden đối với ASEAN và khu vực. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, ổn định lâu dài, đáp ứng lợi ích chính đáng của mỗi nước và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Thủ tướng đề nghị Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chuyển đổi công nghệ, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế thực chất, hiệu quả và đa dạng hóa chuỗi cung ứng, ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu. Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan đánh giá cao các hoạt động của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân dịp dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ, thăm và làm việc tại Hoa Kỳ. Cố vấn Sullivan khẳng định Hoa Kỳ tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ cũng như sự khác biệt về hệ thống chính trị giữa Hoa Kỳ và các nước đối tác, đồng thời nhấn mạnh Hoa Kỳ coi trọng quan hệ với Việt Nam, đánh giá cao khả năng giải quyết các thách thức của Việt Nam. Cố vấn An ninh Quốc gia Sullivan cam kết sẽ tiếp tục dành nguồn lực hỗ trợ Việt Nam đối phó với các thách thức như dịch bệnh COVID-19, biến đổi khí hậu, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng. Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên nhất trí về vai trò trung tâm của ASEAN trong ứng phó với các vấn đề khu vực, cũng như trong nỗ lực của Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Về sáng kiến khuôn khổ kinh tế khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ, Cố vấn Sullivan khẳng định sáng kiến này hướng đến cách tiếp cận mới nhằm mang lại kết quả cụ thể về kinh tế thương mại cho các nước thành viên, đồng thời cũng là một cơ chế linh hoạt cho phép các nước thành viên lựa chọn lĩnh vực tham gia, nhất trí với đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính cần làm rõ hơn nội hàm sáng kiến. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, tự do, an ninh, an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và trên thế giới.